Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Từ 12 đến 18 tuổi, năm 1929 đến năm 1935. Chương 2: Cầu đạo cùng tiến học. 6. Tầm sư học đạo. Lúc 11 tuổi, Hòa Thượng đã chứng kiến cảnh tử vong, nên thường nghĩ, phải làm sao để không chết đây? Sau khi nghe lời chỉ dạy rằng, tu đạo mới có thể không chết, tức là nếu muốn liệu thoát sanh tử, tức phải có minh sư chỉ giáo. Sau khi trình rõ ý định mình cho cha mẹ nghe, Ngài đi ra ngoài tìm thầy cầu pháp. Hòa Thượng kể, tà môn ngoại đạo không cứu cánh. Lúc nhỏ, tôi đã bị thất học vì không nhận được sự giáo dục. Trước khi xuất gia, tôi đi khắp nơi tìm cầu phương pháp liễu sanh thoát tử. Thời đó ở phương Bắc có rất nhiều tà môn ngoại đạo, và tôi cũng đã từng gia nhập các ngoại đạo đó, cho nên tôi cũng biết được một số pháp ngoại đạo của họ. Ví như ở phương Bắc có một loại ngoại đạo gọi lý môn, mà môn đồ không niệm gì ngoài câu ngũ tự chân ngôn. Vị lãnh tụ tối cao ngồi trên pháp tòa gọi là lãnh chánh, hai người ngồi hai bên gọi là ban chánh. Ba người ngồi ở đó giống như chủ lễ đại pháp hội phóng diệm khổ cho quỷ thần vậy. Trong lúc mọi người đảnh lễ vị lãnh chánh, ông ta tâm niệm Nam Mô Hắc Sa Đắc Na Đa Ra Dạ Gia, và chỉ niệm một câu này thôi, đó là pháp lý môn. Ông ta truyền cái gì cho tín đồ? Truyền một pháp bí mật. Ông ta bảo họ đưa tay ra rồi viết trong lòng bàn tay họ năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ đó họ phải nhớ kỹ, phải niệm thầm trong tâm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ không được niệm ra tiếng. Đây gọi là ngũ tự chân ngôn. Sau đó ông ta bảo họ ngậm miệng giấu lưỡi, để đầu lưỡi nơi hàm trên, tâm luôn niệm pháp hiện trong ý căn. Đây là loại pháp bí mật, mật đến độ cha không được trao cho con, cũng như chồng không được truyền cho vợ. Điểm đặc sắc chủ yếu của lý môn là không uống rượu, không hút thuốc, cho nên gọi là hội cấm thuốc và rượu, còn gọi là tại lý công sở. Trong khoảng 100 năm nay, Trung Quốc rất thịnh hành loại ngoại đạo này. Ngoại đạo này dựa vào đâu? Chính là câu Nam Mô Hắc Sa Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Bởi lúc trước tôi có tham dự qua nên mới biết. Tôi cũng tham gia lễ mét của Thiên Chúa Giáo và các thánh lễ của Giê-xu Giáo. Tôi cũng nghiên cứu về Khổng Giáo, Đạo Giáo, Phật Giáo, Hồ Giáo, cũng như đi các nơi nghiên cứu về giáo nghĩa của những tôn giáo này. Vì nghe pháp không ăn không ngủ, lúc tôi 13-14 tuổi, có người giảng kinh Địa Tạng cách nhà tôi khoảng 5 dặm đường, nên mỗi ngày tôi đều đến nghe. Thời đó không phải ngồi xe mà phải chạy bộ, đi dẹp về cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy đường xa như vậy, tôi vẫn đi nghe mỗi ngày. Vị pháp sư giảng kinh có khi nói sai chữ, giống như Đại Phong Tập Cản là Gió Bão Tập Tức Kích Hải Cản. Sư nói Đại Phong Long Cản tức Gió Bão Long Tức Sồng Hải Cản. Vậy mà tôi chuyên nghe người không biết giảng kinh. Sư giảng càng không hay, tôi lại càng muốn nghe. Ai mà giảng hay thì tôi không nghe. Tại sao tôi chỉ muốn nghe cái không hay? Vì ngay trong cái không hay đó, ta mới tìm ra được cái hay. Đó mới chính là đạo vậy. Hồi đó tôi chỉ cần được nghe giảng kinh, cho dù không ăn tôi cũng không thấy đói, không ngủ cũng không thấy mệt. Tâm tư lúc nào cũng nghĩ tới lời dạy trong kinh. Tôi nghe kinh không phải lúc giảng mới nghe, rồi quên hết khi rời khỏi giảng đường. Tôi thì niệm tư tại tư, luôn thường nghĩ đến đạo lý trong kinh, thường tự hỏi, phải chăng mình có thể làm được như thế? Phải chăng mình có thể làm theo các đạo lý như vậy? Tôi luôn nhíp thâu lời giảng đó vào thân tâm mình để có thể áp dụng được. Đó mới thật là nghe kinh vậy.
Nhớ lúc còn nhỏ, khi nghe kinh xong trở về nhà, tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời giảng kinh của pháp sư, và tôi suy ngẫm hoài về các đạo lý trong buổi giảng kinh đó. Thậm chí trải qua mấy ngày sau mà tôi vẫn còn nghe được lời giảng. Cho dù không có pháp sư giảng kinh thuyết pháp, tôi chỉ cần ngồi tĩnh lặng là cũng nghe trong hư không có rất nhiều pháp sư đang giảng kinh thuyết pháp, đồng thời có thể nghe đến cả mấy trăm vị thuyết pháp luôn. Hơn nữa, tôi có thể nhớ lại rất rõ ràng. Tại sao tôi lại như vậy? Vì tôi chuyên tâm nhất trí, niệm tư tại tư, nhất tâm muốn nghe kinh học pháp. Đây là cảnh giới nghe kinh lúc xưa của tôi. Ha ha ha, 问什么的说